Thì trước khi mà em ngâm ấy thì em sẽ tráng rượu qua cái rễ tứ khử này trước, thì em sẽ tráng, em cho rượu vào đây em tráng. Đấy, mọi người tráng qua một lần rượu. Còn mình tráng như này ấy, thì để khi mà mình ngâm rượu thì mình sẽ đạt được cái chất lượng rượu ngâm tốt nhất ạ. Đây là cái lá dâm dương hoắc nha mọi người. Em sẽ ngâm cùng với lại cái tứ khử này. Và ở đây em đang sử dụng là 2kg tứ khử, và em sẽ ngâm với lại 30g cái lá dâm dương hoắc này nha mọi người. Hạt kỷ tử này thì tùy theo nhu cầu của mình có thể là cho nhiều hoặc cho ít đều được ạ. Thì cái này là em đang ngâm là ngâm cái hàng tươi, thế nên là em sẽ sử dụng ở đây rượu này là rượu 40 độ. Thì với mỗi kg cái tứ khử này thì mọi người ngâm với khoảng từ 3 đến 4 lít rượu. Và mọi người lưu ý vẫn nhớ cho em là ngâm rượu từ khoảng từ 40 độ trở lên. Bởi vì mình ngâm đồ tươi, để được cái chất lượng tốt nhất thì mình nên ngâm rượu cao độ một chút.